nào đến với gia đình nước Mobin tham gia vào trò chơi xếp hình này cũng đều có quà cả. Và xin chúc mừng bác đã vượt qua thử thách đến với chương trình và nhận ngay một quà đến từ thương hiệu nước Mobin. Quý bạn thân mến, khi đến với gia đình nước Mobin của chúng tôi để tham gia vào chiếc game show vô cùng hấp dẫn này thì quý bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin và trong phiếu khảo sát của chúng tôi, được chưa? Bác đã điền đầy đủ thông tin chưa? Chúng ta sẽ đến với một vị khách hàng tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay. Bác có thể giới thiệu đôi lời về bản thân mình được không ạ? Bác Hiếu thân mến, bác đã tự làm sửa chữa ô tô rồi thì chắc chắn là bác phải biết đến thương hiệu dầu nhớt Mobin của cháu rồi đúng không? Không biết bác đã sử dụng dầu nhớt Mobin chưa? Hy vọng rằng với một vị khách hàng đã từng sử dụng dầu nhớt Mobin của chúng tôi rồi thì trong buổi sáng hôm nay khi đến với gia đình của chúng tôi thì dầu nhớt Mobin sẽ có một quà tặng cho bác nếu như bác sẽ vượt qua được thử thách thì chúng tôi tin. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách trò chơi xếp hình. Trò chơi này thì hết sức đơn giản thôi và còn rất phù hợp với những người lớn tuổi thì trò chơi này rất dễ. Bác có thể ghi nhớ hình ảnh gỗ của cháu, có nhớ chưa? Với chỉ trên 15 giây mà đã nhớ rồi. Cháu sẽ cho các bạn cười đây là bác cứ vị trí để ghi nhớ hình ảnh gỗ này. Sau khi mà ghi nhớ hình ảnh gỗ này rồi thì bác sẽ đến với khu vực trò chơi 60 mét. Bây giờ cháu sẽ đảo 60 mét này lên và nhiệm vụ của bác là phải tìm ra và lắp ráp một cách hoàn chỉnh nhất có thể. Bác cho cháu kia hình mẫu của cháu ngay lập tức, bác sẽ nhận được quà đến từ người lớn hơn công viên được chưa? Bác là thân mến, bác đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng hô to lên một tí được không ạ? Chúng ta đã buổi sáng rồi, bác sẵn sàng chưa? Người chơi chúng ta sẵn sàng vào trò chơi bắt đầu. Ngày 5 giây bắt đầu rồi, bác ơi, bác cố gắng nào di chuyển để thu hút đến đầu của cháu. Rồi, 2 miếng ghép đầu tiên rất chính xác rồi. Chúng ta còn 4 miếng ghép nữa, cố gắng hoàn chỉnh. Rồi, đúng rồi. Bác có thể nhìn hình mẫu bên tay phải của bác đây. Trò chơi này rất là dễ. Chắc chắn rằng khi đến như là gia đình Mobin thì tất cả quý vị và các bạn sẽ nhận được những phần quà đến từ thương hiệu Mobin rồi. Chính vì vậy mà chúng ta đã nhanh chân đến với gia đình của chúng tôi để cùng trải nghiệm hoạt động vô cùng bối này. Wow wow, thời gian của chúng ta mới chỉ có 10 giây thôi. Vị khách hàng của chúng ta đã hoàn chỉnh rất là tốt. Còn bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra kết quả một chút được không? Rồi, và chính bên này. Và đây chính là mục tiêu của bác. Có vẻ như là bác rất chơi rất là tốt. Chúc mừng bác được vào quý vị và các bạn thân mến, khi đến với gia đình nước Mobin của chúng tôi thì quý vị và các bạn sẽ được tìm hiểu chi tiết nhất về các thông tin và sản phẩm nổi trội nhất đến từ thương hiệu nước Mobin như Mobin One, Mobin Super Series, Mobin SC Series. Đây đều là những thương hiệu hết sức nổi trội đến từ thương hiệu nước Mobin của chúng tôi. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn sẽ được trải nghiệm những chiếc tàu vô cùng thú vị và cùng các người trong những chiếc tàu vô cùng hấp dẫn đến từ thương hiệu gia đình nước Mobin của chúng tôi. Vì vậy mà trong thời gian của mình ở quay trở lại với cái chỗ của chúng ta ngày hôm nay. Chị ơi, chị quay gọi bên kia. Số của mấy người bên kia. Anh không đến, không biết là bên kia thì chị đi vào trong phòng bán lẻ. Như vậy là hoàn toàn là bên kia. Bây giờ sẽ có thể chúng ta sẽ không được nữa. Rồi, hãy
đây sẽ là cầu nối của anh. Cầu một 25 giây của anh sẽ tăng lên. Rồi, 25 giây của anh bắt đầu. Hai mảnh ghép đầu tiên của chúng ta rất thú vị đúng không ạ? Người chơi của chúng ta đang rất cố gắng có thể hoàn thành thử thách thế tự quyết định. Anh có thể nhìn sang hình mẫu của anh ở bên trên bảng và giúp người nhìn hình mẫu luôn. Rồi, thời gian của chúng ta còn rất nhiều, nên đã chắc chắn chốt đáp án của mình ở đây chưa? Chắc chắn chưa? Còn xem lại hình mẫu để có thể chắc chắn hơn.